Một thông tin đáng mừng đối với ngành y tế Việt Nam, đó là số ca tử vong vì sốt rét của nước ta hiện đã giảm 90% so với năm 2000. Tuy nhiên, việc xóa bỏ hoàn toàn căn bệnh này vẫn cần thêm một quá trình khá dài, khi mà hiện nay đang có đến hơn 11 triệu người Việt Nam đang sống trong vùng sốt rét. Cụ thể, khoảng 13% dân số Việt Nam đang sinh sống ở những vùng có nguy cơ nhiễm bệnh sốt rét và tập trung tại các khu vực như là các tỉnh Tây Nguyên, khu vực ven biển miền Trung và Đông Nam Bộ. Nguyên nhân là bệnh chủ yếu phát sinh từ những người dân tộc thiểu số, sống di cư và di chuyển nhiều ở khu vực rừng núi. Mặc dù số lượng các ca bệnh sốt rét đã giảm mạnh trên cả nước trong thời gian vừa qua, nhưng đẩy lùi bệnh lại đòi hỏi một thời gian khá dài. Một khó khăn không nhỏ trong việc kiểm soát căn bệnh này là tình trạng đa kháng thuốc. Vì nếu các loại thuốc hiệu quả nhất nếu như không còn tác dụng, thì việc lây lan dịch bệnh trên diện rộng là một nguy cơ hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, một chiến lược đẩy lùi bệnh sốt rét đã được WHO xây dựng và triển khai đến năm 2030 nhằm kiểm soát hoàn toàn căn bệnh này tại Việt Nam cũng như những quốc gia thuộc tiểu vùng Mekong mở rộng.